Xin chào và chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh DKDB. Như chúng ta biết, ngày hôm qua bên MK đã tung ra cái trailer về gameplay trông có vẻ cũng khá là hay và khá cuốn hút. Tất nhiên là một kênh không công nghiệp cho lắm, không công nghiệp nhá, kênh không hề công nghiệp, làm vì anh em thôi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Bọn tôi chắc chắn là phải làm clip ngay luôn rồi, cái gì nữa đúng không? Thôi, còn giờ vào clip luôn đi. Thoạt nhìn thì thấy, ok, MK1 có tốc độ khá chậm, thậm chí là còn chậm hơn cả MK11. Dường như là một phiên bản khá là thân thiện với người mới hơn cả MK11 nữa. Và đặc biệt là một tin vui dành cho những người làm còn tay như bọn tôi. Là gì? Là phần animation hiện xương không còn quá máu may như Fatal Blow ở bản MK11 nữa. Hay quá, đỡ bị kiểm duyệt. Về phần hình ảnh thì thôi, khỏi bàn nhé. Nó vẫn giống như những gì mà Announce Trailer thể hiện. Combo của bản này dường như sẽ đánh trên không khá là nhiều, làm tôi liên tưởng đến mấy con game đối kháng anime Weebu kiểu các thứ. Nhưng mà không sao, nó vẫn có màu của MK vì nó không quá dài. Map trong game có vẻ là không rộng, điều này rất tốt để tránh tình trạng zoning liền chết ở phiên bản trước của game. Oh my god, wow. Loading screen bây giờ thì trông rất là xịn sò, chuyển cảnh thì vô cùng mượt mà, cảm giác như còn chả có loading screen được cả, chỉ có mấy nhân vật vào gặp nhau xong rồi sửa sủa vài câu đánh nhau luôn thôi, rất là mượt. Hiện tại chúng ta sẽ biết rằng NetherRealm sẽ công bố đủ 24 nhân vật trước khi game ra mắt, cùng với đó là 16 nhân vật cameo. Những nhân vật được confirm cho đến nay, chúng ta có Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Melina, Shang Tsung, Johnny Cage và Kenshi. Còn về phần cameo sẽ bao gồm Sonya, Kano, Jack, Striker, Goro. Nhưng mà đây có đúng Goro không nhỉ? Tôi nhớ Goro màu vàng mà sao lại Goro mới đã đến rồi. Really nigga. Thôi kệ đi. Nhưng mà có điều anh em biết gì không? Amazon Italy đã gặp một chút sự cố khiến cho dàn nhân vật DLC trong combat pack đầu tiên đã bị rò rỉ. Và những nhân vật chơi được trong DLC đã được leak bao gồm Quan Chi, Omni-Man, Ermac, Peacemaker, Takeda và Homelander. Cameo Factor sẽ bao gồm Tremor, Johnny Cage, Chameleon, Mavadu và Paul. Đã một toàn những nhân vật khách mời dạng mê mê là sao? Chắc hẳn là Ed Boon là bọn chắc chi nhiều tiền phết đấy. Nhìn qua mấy con meme các bạn hiểu ngay mà. Damn boy, he's sick. Còn Paul là con nhân vật gì tôi không biết lắm. Anh em nghe qua bao giờ chưa? Anh em biết để comment phát tôi chịu. Và cũng không thể thiếu nếu mà không nhắc đến sân đấu. Hiện tại trên màn hình đã confirm có 20 sân đấu cộng ngày và đêm nha. Cái điều này điều chưa từng xảy ra trong game đấu kháng nha. Game đua xe chọn ngày đêm nghe vẻ hợp lý nhưng mà game đấu kháng nghe hơi lạ tí. Ok. Khi Ed Boon lên sân khấu của Summer Game Fest, ông đã xác nhận rằng timeline mới, cốt truyện sẽ hoàn toàn khác so với dòng thời gian cũ. Kiểu như Scorp với cả Sub-Zero giờ lại là anh em nối khố cùng nhau cởi chuồng tắm sông này. Hay là Melina với cả Kitana giờ là chị em và Melina có hàm răng của mình là nhớ đi gặp nhà sĩ bẩn này. Kiểu vậy. Và đến với cameo factor thì rõ ràng là bạn có thể chọn những vật mà bạn muốn kết hợp với những cameo mà mình thích. Và để xác nhận lại thì đây không phải là game tag team, đơn giản chỉ là gọi nhân vật hỗ trợ mà thôi. Nút gọi cameo thì cũng khá là đơn giản, ấn R1 ra. Nhưng cái đặc biệt ở đây là bạn ấn tiếng R1 hỗ trợ ra một đòn, ấn ngồi R1 lại ra một đòn khác. Và rõ ràng là sẽ có số lần sử dụng cameo nhất định. Ed Boon chỉ lấy góc màn hình và bảo người dẫn chương trình kiểu: Ê mẹ, ông nhìn thấy cái gì không? Ông thấy cái thanh lực ở trên góc màn hình không? Nó là số giới hạn người chơi được sử dụng ấy. Mà cái trên góc chỉ có mỗi hình tròn bao quanh nhân vật cameo thì chắc chắn là nó rồi. Nhưng cả cái gameplay, combo gọi cameo hay là breaker đều không bất bình thì ok, tôi nghĩ là chắc là trang phục tập thôi. Nhắc đến Breaker thì sheesh, Breaker quay trở lại rồi anh em ơi. Woo! Yeah baby, that's what I've been waiting for, that's what it's all about. Rõ ràng đây là một dấu hiệu cho thấy là game không chết nhá. Nhưng Ed Boon đã nói thì cameo fighter có thể được gọi bất cứ lúc nào trong trận đấu, nên việc gọi cameo ra hai lần trong một combo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây, ok, chúng ta có thể ngồi đếm số lần Kano được gọi ra trong combo rồi nhá. Đấy, thậm chí trước đó tôi còn đếm cả cái Breaker rồi đấy, 3 lần. Chứng minh cho việc là không hề có cooldown giữa những lần gọi cameo. Tiếp đến là dàn nhân vật cameo, thì Ed Boon bảo sẽ có những nhân vật xuất hiện ở cả dàn nhân vật chính lẫn cả dàn nhân vật cameo. Nên việc bạn chọn Sub-Zero đánh chính, rồi cameo cũng là Sub-Zero thì hoàn toàn có thể xảy ra. Các nhân vật cameo thường sẽ là những người mang màu sắc của game cũ. Trong như kiểu các bạn thể ý Sonya và Kano đều mặc trang phục ở phần cũ này. Đây nhá, tôi sẽ để ảnh ở đây cho anh em kiểm tra nhá. Chút lại thì dàn nhân vật chính sẽ mang thiên hướng hiện đại hơn với thiết kế mới mẻ hơn, còn cameo factor sẽ mang thiên hướng cổ điển hơn.
Và có một cảnh nữa khiến tôi liên tưởng đến Clash của Injustice 2 đây, chính là cái đoạn này nhé. Tôi không biết là game này liệu có Clash không, nhưng mà cá nhân tôi thì không mong xuất hiện lắm, tôi không thích cơ chế này lắm. Thêm một chi tiết nhỏ nữa nằm ở Scorpion. Giờ anh chàng bộ cạp này không chỉ dùng một mà hẳn hai vũ khí tầm xa. Một là kunai thì ok, chúng ta đều quen thuộc rồi, không lạ lắm gì nữa, nghe đâu vào hiền các thứ ấy. Nhưng vũ khí thứ hai chính là cái Kusarigama. Giờ thì trông scope kiểu hay ho rồi đấy, giống ninja rồi đấy. Còn về vũ khí gì của Nhật mà anh ấy dùng nữa thì chưa biết. Và tất nhiên sau khi tung ra gameplay của MK1 ở Summer Game Fest 2023 thì Ed Boon đã có cho mình buổi phỏng vấn được làm bởi GameSpot và được đăng tải vào ngày hôm nay. Và sau đây là một số lời của ông nói về con game MK1 sắp tới. Thì ông nói rằng: chúng tôi luôn muốn game mình có những cách chơi khác nhau. Nếu so sánh với cách chơi của MK1 với những game trước thì mọi thứ đều được nới lỏng ra để game dễ tiếp cận với nhiều người hơn. Thế vào đó là combo cũng sẽ sướng mắt hơn khi chúng tôi thêm cả E-combo và Cameo Factor. Và chúng tôi không muốn lao mới hoàn toàn với những nhân vật mới, mà muốn mọi người thấy một cái MK có Sub-Zero, có Scorpion, Raiden, Liu Kang trở lại. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy vẽ một câu chuyện mới với những nhân vật hiện có là điều hợp lý nhất. Và sự khác biệt lớn nhất của Liu Kang là khi anh ta có nhiều cách để zoning hơn. Một cái bắn trưởng xoay xoay giống Sonic Boom của Ghibli ấy, nhưng mà nó là âm dương mà, sao lại Ghibli là sao? Bo, chơi NF đi thôi Bo. Stop it. Get some help. Một cái bắn lửa hình rồng bay ngay sát dưới đất và một con rồng to bay cao hơn giúp người chơi có thể nối tiếp bằng một cái flying rank kick này. Sau đó Liu Kang có một con rồng bay lên trên cao và bắn ra 6 hoặc 7 quả cầu lửa gì đó kiểu bạo phát nghe hơi lùi nhưng mà hay phết. Và rõ ràng với những gì mà Liu Kang làm được, nhân vật này dường như sẽ rất phức tạp, nhưng Ed Boon lại bảo rằng là không, nó sẽ tiếp cận lắm, cứ chơi đi. Sub-Zero vẫn có những đòn đặc biệt không nhưng mà nó được như kiểu tạo clone, nhưng bây giờ là một phiên bản clone khác, tạo ra khoảng 3 cái chẳng hạn, thật là hơi lạ đi nhưng mà ok. Thực sự tạo ra một bức tường băng và đối thủ phải tìm cách để vượt qua. Ngoài ra còn có những đòn bắn băng slide, nhưng clone lại là cái đặc biệt nhất của Sub-Zero trong bản này. Kenshi ở bản này thì khá đặc biệt khi mà hồn ma đằng sau có thể điều khiển được. Vì vậy Ed Boon cho rằng Kenshi là một trong những vật cực kỳ phức tạp của trò chơi và sẽ phải dành khá nhiều thời gian để luyện tập. Ngoài con ma ra thì người chơi còn được chọn Cameo Factor nữa, nên là về cơ bản thì bạn phải điều khiển 3 nhân vật cùng lúc đấy. You serious? Cuối cùng là Kitana. Cách sử dụng quạt thì sẽ khác đi rất nhiều. Thông thường thì chúng hoạt động như kiểu mấy đòn zoning ném ra để gây đam đúng không? Giờ chúng nó có thể phi ra và bay vòng tròn tạo thành một cái gió gì đó nâng đối phương lên xếp cho một combo kiểu kiểu vậy. Nói chung là có rất nhiều chức năng và cơ động hơn, chứ không chỉ ném quạt đơn giản như kiểu ném thẳng và gây đam như ngày trước. Và đó chỉ là những thông tin mà chúng tôi biết được về Mortal Kombat 1. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích, đừng quên chỉ kênh Tom Online, một subscribe và nhớ đấm nút chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất về những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì DKDB out.